chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. thưa quý vị sáng nay hơn 22 triệu học sinh các cấp trên cả nước đã bắt đầu năm học mới. tuy nhiên niềm vui ngày khai giảng ở một số trường, một số nơi đã không được trọn vẹn. tại tỉnh đồng tháp thầy Trương văn lai hiệu trưởng trường trung học phổ thông tràm chim thị trấn tràm chim huyện tam nông đã đột quỵ và qua đời khi đang đọc diễn văn khai giảng. theo đó vào sáng nay trường trung học phổ thông tràm chim tổ chức lễ khai giảng năm học mới thầy Trương Văn Lai, 45 tuổi, hiệu trưởng nhà trường đang đọc diễn văn thì bất ngờ ngã quỵ, cơ thể tím tái. Theo trần đoán ban đầu, thầy Lai tử vong do đột quỵ. Lễ khai giảng của trường cũng tạm dừng sau đó. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, thầy Lai vừa khám sức khỏe định kỳ hồi tuần trước, sức khỏe bình thường. Còn tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, 7 học sinh của trường tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Định đã bị bỏng do một chùm bóng bay bị nổ. Vụ việc xảy ra khi các thầy cô giáo của trường tiểu học Yên Phú có thả chùm bóng bay khoảng 20 quả lên trời. Lúc này, một số học sinh và phụ huynh chạy vào để lấy bóng. Tuy nhiên, do một phụ huynh hút thuốc lá đã khiến chùm bóng bay bị nổ và khiến bảy học sinh bị bỏng ở tay. Ngay sau khi xảy ra sự việc, bảy học sinh trên đã được chuyển vào bệnh viện đa khoa Yên Định để cấp cứu, chữa trị vết bỏng. Hiện tại, ban giám hiệu, thầy cô giáo và lãnh đạo phòng đang tập trung lo điều trị cho các em học sinh. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình bị cáo Vũ Thanh Sơn, sinh năm 1976, ở Phú Xuyên, Hà Nội, về tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Đây là đối tượng đã cầm dao đâm chết chủ nợ khi bị nhắc đến món nợ 5 triệu đồng cho một bữa nhậu. Trước đó năm 2020, Sơn vay anh TDH 20 triệu đồng và đã trả 15 triệu đồng, còn nợ lại 5 triệu đồng. Sau đó, anh Hát nhiều lần đòi, song Sơn chưa có tiền trả, Tối 25 tháng 3 năm 2023, Sơn chở bạn gái đến nhà hàng xóm để ăn uống và cũng gặp anh Hát tham gia. Trong lúc uống rượu, anh Hát nhắc chuyện nợ tiền khiến Sơn bực tức. Ăn xong, Sơn đưa bạn gái về nhà nhưng do tức giận nên cầm theo một dao gấp quay lại tìm anh Hát. Gặp nhau, sau vài lần đáp lời, Sơn rút dao đâm trúng ngực trái anh Hát. Bị đâm, anh Hát liền cầm điếu cày đánh trả, đuổi Sơn ra ngoài rồi gục xuống tử vong. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Sơn mức án cao nhất là tử hình. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Thị Nga về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận tiền đặt mua các sản phẩm của Apple giá rẻ. Nga đã lừa để chiếm hơn 17 tỷ đồng rồi bỏ trốn và bị truy nã. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011, Nga đã chiếm đoạt 17,5 tỷ đồng của 10 nạn nhân bằng thủ đoạn nhận tiền đặt mua sản phẩm Apple giá rẻ trong số các nạn nhân, chị Vũ Phương Tê, bạn học đại học của Nga, là người mất nhiều tiền nhất, hơn 4,5 tỷ đồng, 9 bị hại còn lại, bị Nga chiếm đoạt từ vài trăm triệu đồng đến tiền tỷ. Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, Hội đồng Xét xử Sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung do nhận thấy bị cáo có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.